Xin chào quý vị và các bạn. Đây là một số cây ở trên vườn nhà này. Và đây là cái ngọn tôi vừa mới cắt ở một cây phôi ra này. Như một khúc củi luôn. Nó còn không được như một khúc củi nguyên vẹn mà nó là một khúc củi mục nhé. Các bạn xem này. Mục gần hết rồi nhé. Video này sẽ chia sẻ tới các bạn mới chơi cách cưa dâm mật cảnh ở cây to già. Một số bạn mới tập chơi còn là chưa có nhiều kinh nghiệm mà kinh tế còn eo hẹp thì tận dụng những cành bỏ đi này, tận dụng những cái cành bỏ đi hoặc những cái ngọn bỏ đi để làm cho mình những cái tác phẩm đẹp để chơi. Cái ngọn này nó cũng có ưu điểm là nó rất là già, cũng có những cái nu cục này, cái nu cục này. Tuy nhiên nó có nhược điểm lớn là chỗ này nó mục quá nặng này. Thế bây giờ xử lý như nào để có một tác phẩm bê tay đẹp để chơi? Trước tiên là phải làm sạch đã nhé, làm sạch cái vết mục này này. Sau đó sẽ đem dâm. Chỗ này cũng phải gọt cho nó phẳng nhé. Cái ngọn này cũng đã cắt để qua một đêm rồi này. Từ một kia khúc củi mục. Bác xem này. Nó thẳng đứng, nó trơn tru như thế này. Để biến nó thành một tác phẩm đẹp, quả là một bài toán rất là khó, nhưng tôi sẽ kiên trì để thực hiện nó. Đục bỏ cái chỗ mục này này, sau đó sẽ xử lý bằng keo. Và phải kê nó dưới một tấm bìa cắt tông để khi đục nó không bị xây xước cái lớp vỏ này nhé. Giữ chân và cái ngọn này để cho nó chắc chắn ta mới đục được này. Nó mục rất là sâu này. Cái lỗ nó mục sâu vào đây này. Sâu dưới này. Khoét sâu vào đây nhé. Và cũng phải lưu ý để tạo cái đường lồi lõm nó tự nhiên một chút. Và cũng cho một cái đường để nó thoát nước. Thì nó mới liền được cái vết sẹo này nhé. Không để nó đọng nước. Tính như nào thì có một cái đường để nó thoát nước. Tiếp theo là tôi sẽ cho một ít đất vào trong chậu này. Và đất này cũng trộn cát rất là tơi rồi nhé. Nó tơi rồi. Sau khi cho đất, tôi lại cho một lượt cát. Sau khi cho cát thì tiến hành đặt cái ngọn này vào. Tại sao không cho tất cát? Thực ra là cho tất cát cũng được. Cát thì nó có ưu điểm là nó thoát nước rất là tốt, nhưng lại có nhược điểm là giữ ẩm kém.
được cái nọ thì mất cái kia. Mà cái mục đích chính là sau này cái rễ nó mọc ở đây này thì nó phải gặp cái chỗ nó rất là tơi xốp thì nó mới mọc ra được. Còn cái rễ mới nó mọc ra ở đây nó rất là yếu, mà gặp chỗ đất cứng thì nó sẽ bị hỏng. Mục đích ta cho cát ở đây, sau đó lấp lên một lượt cát nữa để cái rễ mới này nó ra này, nó ra rễ non nó ra thì nó gặp cát, cát nó rất là tơi xốp thì nó phát triển mạnh được. Tiếp tục là đổ cát, chỉ cần đổ cát xung quanh cái ngọn này thôi. Khi cái rễ mới nó ra được một đoạn rồi thì nó khỏe, nó đủ để nó phát triển. Chỉ cần đổ cát xung quanh cái vách cát thôi, chứ không cần phải đổ nhiều. Thế tôi cũng nói thêm là cát nó có cái ưu điểm là thoát nước rất là tốt, nhưng giữ ẩm lại kém. Và một cái nhược điểm nữa của cát là nó dễ bị lắc lư này, lắc nhẹ nó lung lay này. Đấy, lung lay ngay. Thế nhưng mà đất thì nó sẽ giữ chặt, cây nó đỡ bị lắc lư, nó sẽ cố định sẽ tốt hơn. Ưu điểm của đất là nếu cho một lớp đất ở trên nữa nhé, ở trên này ta lấp đất này thì nó sẽ giữ chặt được cái cây này. Trong điều kiện gió hoặc là một cái tác động nhẹ thì nó vẫn cố định được cái cây này, nó không bị lắc lư, thì tạo điều kiện thuận lợi cho cái rễ non nó phát triển. Đôi khi cái rễ non nó mới phát triển mà có gió nó bị lung lay là cái rễ non nó sẽ bị hỏng ngay, bị thối ngay đấy. Cát là cát sạch, mà trong giai đoạn này ta không có bón cái gì thôi nhé, để sạch. Cái bón phân có lại phân nào nóng là hỏng luôn đấy. Tiếp tục lại cho một lượt đất lên trên nhé. Bản thân cái đất này cũng đã trộn cát rất là tơi rồi. Sau khi trồng xong thì các bạn để nó vào chỗ mát nhé. Đây tôi để dưới một cái tán cây này. Như vậy là sau một thời gian thì cây si này đã nảy mầm. Trước là tôi để gốc cây bưởi bên kia, nhưng bên đó thì hơi nắng. Sau đó tôi lại cho sang bên này. Bên này đỡ nắng hơn, và nó ngay cạnh bức tường thì nó cũng tránh được cả ánh nắng ấy về buổi chiều. Nắng buổi chiều thì nó rất là gay gắt. Cây này mầm cũng tương đối ổn. Ở đây để trong gốc cây nên cái lá của nó hơi lướt. Sau này chúng ta sẽ cho dần nó ra ngoài ánh nắng thì lá nó sẽ cứng, nó đẹp hơn. Nhớ là để từ từ, để ngay ra nắng nó có thể là nó bị héo đấy nhá. Nó đang quen cái ánh sáng yếu mà để ngay ra nắng nó sẽ bị héo. Cứ để từ từ thôi. Có thể ngày cho nó chịu nắng độ 1-2 tiếng. Cái này tôi cũng mới dâm này. Cái này tôi cũng dâm bằng cách là cho cát ở giữa, xung quanh cái vách cát. Còn ở dưới và ở trên thì tôi cho đất. Đất nó có tác dụng là giữ cho cái cây này nó chặt này, nó không bị lung lay. Cát có ưu điểm là thuận tiện cho cái rễ mới nó ra, nó phát triển tốt, thoát nước tốt. Tuy nhiên nó có nhược điểm là nó không giữ được cho cây nó chặt. Nếu mà các bạn mà dâm hoàn toàn mà cát không thì cây này có thể dựa vào đây, dựa vào sát cái thành chậu này thì nó sẽ vững hơn.
và nó không bị lung lay khi có gió. Thực ra những cái cốt xi này nó không đẹp lắm. Nếu các bạn mà có những cái cốt xi hơi đẹp, tương lai có thể làm ra cây đắt tiền, thì các bạn có thể làm theo cách đó là chiết, thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn rất là nhiều. Hoặc là nếu dâm thì các bạn cũng chọn thời tiết thích hợp. Các bạn cứ xem thời tiết cả một tuần đi, có thể vào Zalo xem cũng được. Trong tuần đó mà thời tiết là mát mẻ, không có nắng gian nam, thì các bạn dâm cành tỷ lệ sống nó rất là cao. Bởi vì cái giai đoạn đầu tiên, giai đoạn 7 ngày đầu tiên là giai đoạn cực kỳ quan trọng để mầm và rễ nó phát triển. Nếu nó phát triển càng sớm thì rễ và mầm của nó càng khỏe các bạn nhé. Chủ yếu là những cái ngày đầu tiên các bạn cẩn thận, các bạn cứ xem thời tiết, cũng không đi đâu mà vội, xem thời tiết cả một tuần đi. Cả tuần đó nó thời tiết nó mát, không có nắng gián nam, thì các bạn dâm thì cây sẽ khỏe hơn. Một số kỹ thuật dâm cành to đã chia sẻ tới quý vị và các bạn, chủ yếu là tới các bạn mới chơi. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.